Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, con rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính, quý trọng. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo và luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống của mình. Họ có uy quyền, có địa vị trong xã hội. Và trong tháng 7 này thì đường tài lộc của những quý vị gia chủ tuổi Thìn vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ, vì sau đó sẽ có lúc chúng ta cảm thấy hối hận. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ có các tinh nâng đỡ. Ở những quyết định của tuổi Thìn trong khoảng thời gian qua đều đang đi đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Và cụ thể thì vận trình của những người tuổi Thìn như thế nào trong tháng 7 âm lịch? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Thìn trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này, vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi Thìn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ phía người khác. Tất cả các vấn đề vướng mắc, sự cống hiến, mọi cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức, tăng lương và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu bạn là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là bạn đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng vất vả. Bạn sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này cục diện bán tam hợp, tác động nên quý vị gia chủ tuổi Thìn sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ được đạt tới trước đây. Quý nhân mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm lúc này chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo dõi tử vi tháng 7 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, về phương diện sức khỏe của tuổi Thìn không có gì quá đáng phải lo ngại. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bạn quá nhiều. Người tuổi Thìn nên cẩn thận để tránh những chấn thương từ vật sắc nhọn và phụ nữ mang thai cũng nên để ý. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không sẽ có những vấn đề không tốt xảy đến với sức khỏe của bạn trong tháng sau. Các quý vị gia chủ tuổi Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Thìn nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ.
Bạn có thể thu hút nhiều người khác giới, mà bạn cần phải giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản của chính bạn. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ, có thể giữa hai người sẽ có một biến cố gì đó mà khiến bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu lứa đôi, nhưng đôi khi nhân duyên ập đến thì đó cũng chính là sức hút mà bạn chẳng thể nào chối từ. Tử vi của từng tuổi Thìn trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, về sự nghiệp cơ bản đã ổn định với một số người tuổi Canh Thìn. Tuy bản mệnh không gặp được nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, song chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì ắt sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Nếu công việc vất vả, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm hoặc đi xa trong thời gian dài, bản mệnh cần trao đổi tâm sự với người nhà trước để đôi bên cùng thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, người độc thân mong muốn tìm được nửa kia của mình, song do tính cách hướng nội nên khó tìm được người ưng ý. Người đã lập gia đình cần cố gắng duy trì nếp sống, thường xuyên giúp đỡ tâm sự với nửa kia cũng như có con cái để xây dựng mối quan hệ bền vững theo thời gian. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Trong tháng này, những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình. Song vì không đủ cố gắng nỗ lực nên dễ bỏ lửng giữa chừng và nhất là khi bạn phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến cho bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Công việc làm ăn của đương số tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu, xu hướng vận khí tăng dần về cuối năm nên phấn đấu chờ thời cơ bùng nổ. Trong công việc, vấn đề gặp phải là dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến, đối xử không công bằng. Nên nhớ một điều nhịn chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Phương diện sức khỏe cũng gặp nhiều vấn đề do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi, tập luyện đúng giờ, sức đề kháng suy giảm, nhiều người dễ nhiễm phải bệnh dịch hay các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này bạn cần phải chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, luôn giữ tâm thế lạc quan tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Vấn đề sức khỏe của những người tuổi Giáp Thìn tháng này cần lưu ý, đó là đành rằng ở tuổi này sẽ dễ mắc những căn bệnh tuổi tác, nhưng không phải vì thế mà bạn bỏ bê bản thân. Bạn nên tham gia vào các buổi gặp gỡ, tập luyện các bài tập vận động phù hợp với lứa tuổi, giữ tâm trạng vui vẻ, sẽ cải thiện được tình hình sức khỏe rất nhiều. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Xem tử vi tháng này của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thìn, vận trình khá ổn, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ, nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự có được quý nhân tương trợ giúp đỡ, được hỗ trợ lo liệu từ ban đầu tới cuối và không có gì phải vướng mắc. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân của năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022 dương lịch, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Thân, lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Thìn, trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 7 năm 2022, tức ngày 1 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Tuất, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 7 năm 2022, tức ngày 13 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Tuất, có nạp âm Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 7 năm 2022, tức ngày 25 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Tuất, có nạp âm Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng.
lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Thìn trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 7 năm 2022, tức ngày 31 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, Ất Dậu, có nạp âm, tuyền trung thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 7 năm 2022, tức ngày 12 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, Đinh Dậu, có nạp âm, Sơn, Hạ, Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 7 năm 2022, tức ngày 24 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Dậu, có nạp âm Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Thìn trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để chúng ta bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống thì đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống của mình mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.